Quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay Phu Ta đang có mặt tại đường Phạm Hùng thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quý vị ơi. Thì khi mà đi ngang qua đây, Phu Ta thấy có một cô đang đổ bánh xèo nè quý vị, sát vỉa hè luôn nè. Đó, đi ngang qua đây quý vị thì thấy cô đang đổ bánh xèo ở đây. 2, 4, 6, 7. Cô đang có 7 cái chảo để đổ bánh xèo quý vị, nhưng mà cô đổ... Xin chào cô. Dạ, một mình mà đổ 7 cái chảo như vậy luôn hả cô? Dạ. Đó, ở đây là cô dùng cái củi nha. Đây, xô bột của cô đây. Đó. Hình như ở đây là bánh xèo miền Trung đúng không cô? Dạ, tại con thấy nó nhỏ nhỏ. Cái như vậy là mình bán giá sao vậy cô? 7 ngàn một cái. Tại vì đây là cô đang làm sẵn này, để quý vị đến là ăn lấy cho nhanh. Và thấy thì chưa ăn nhưng mà cảm giác là nó sẽ giòn lắm quý vị. Đó, cô xếp cũng rất là đẹp nha. Nè, ngang nắp đẹp lắm. Thấy lửa ấm áp không quý vị? Nếu mà quý vị nào mà ở nước ngoài mà những cái vùng mà vùng lạnh đó quý vị, thì khi mà quý vị xem những cái hình ảnh mà lửa này á, chắc quý vị cảm thấy ấm lắm đúng không? Đây, có thể thấy đó, cô có một khay tôm và thịt nè. Tôm và thịt cô để chung trong một cái khay nha. Thịt thì cô đã ướp rồi. Đây. Thịt này mình ướp xả hả cô? Dạ, hình như là thịt ba chỉ hả cô? Ăn thịt nạc hả cô? Dạ, thịt nạc. Cô bán thịt nạc hết trơn đó. Dạ. Cô cho hỏi là cô tên gì? Cô hả? Dạ. Cô tên Thành. Cô Thành. Ồ, cô trùng tên với con luôn. Dạ, con cũng tên Thành. Bán ở đây được lâu chưa hả cô? Cô bán 13 năm rồi con. 13 năm rồi. Thấy bữa nay bán chắc cũng khó khăn hơn đúng không cô? Dịch đó bán hơi chậm con. Cái hôm trước cô bán hôm trước là dắt này là cô bán mạnh lắm. Dạ. Nghe đã không quý vị? Nghe xèo đã không? Đúng là bánh xèo luôn á, nghe xèo đã luôn. Cô là người miền Trung luôn hả? Đúng rồi, cô miền Trung con. Dạ. Cô ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi cô? Cô Quảng Ngãi. Dạ, Quảng Ngãi. Cô chắc vào đây cũng lâu lắm rồi đúng không cô? Cô vừa đây là cô bán là 13 năm, là cô vô đây 13 năm hả? Dạ. Như vậy là bây giờ gia đình mình vào đây hết luôn hả cô? Không, cô với cháu thôi, còn con cô ở quê. Dạ, con cái thì hiện tại đang ở quê. Rồi Tết là mình về thăm thôi. Vậy gia đình cô nhà cô ngoài đó hả? Dạ. Ở ngoài đó ruộng rồi đứt tay rồi khô cằn quá hả? Khó khăn. Cá đó mà. Cô đang này bốn đó. Ở đó cô đi nhỏ rồi. Nó trong cũng sáu xe rồi vô này rồi. Dạ. Có nhiều anh chị không cô? Cô bốn đứa. Dạ, bốn đứa. Con gái út cô là năm nay là 24 tuổi à? Dạ, nhỏ hơn con 6 tuổi. À, học ra trường. Dạ. Cô học mà ra trường, năm nay ra trường. Còn cái lớn cô này 31 tuổi à? Dạ. Rồi bây giờ đi làm hết rồi hả con? Thì mấy đứa lớn mình đi làm, còn con bé thì nó mới ra trường, nó chưa ổn định. Cô, gỗ này có phải là cái cây sà nu không cô? Gỗ sà nu không? Cây sà nu không? Cô cũng không biết nha. Con người thấy cái mùi thơm thơm á cô. Cô không biết nha. Tại vì cô chậm cho cô không biết cái gỗ gì á. Nhưng mà người ta sấy đâu. Dạ, người ta sấy rồi. Gỗ này gỗ sạch mà. Dạ, tại con người cái mùi nó thơm thơm á. Cái gỗ nó hơi như gỗ kia, gỗ đen.
đây cô làm rất là sạch nha quý vị. Cô làm đâu thì cô dọn đó. Và đặc biệt một cái nữa là dù cô đổ mỗi lần như vậy là 7 cái, nhưng mà nãy giờ là Phu Tha chưa thấy cô bị cháy cái nào cả quý vị. Quý vị nhìn thấy cái khay bánh của cô đây nè, nó vàng ươm luôn, rất là đẹp, không có bị cháy cái nào cả. Cô đổ một lần mà nhiều như vậy có khi nào bị cháy không cô? Dạ. Mà nếu mà cô làm hết cỡ luôn á là được khoảng bao nhiêu cái chảo như vậy? Nếu mà theo cô nghĩ là cô làm mỗi lần một lần á có được 10 chảo không? Dạ. 10 chảo không kịp cô ha. Dạ. Như vậy là 7 chảo là vừa đúng không cô? Dạ 9 chảo. Ồ. Dạ bây giờ giảm bớt 2 chảo. Dạ. Dạ. Sao hả cô? Người ta nói thịt bò. À người ta nói thịt bò. Tại vì là cô bán thịt cho thịt nạc không á. Dạ thịt nạc giống thịt bò. Khách cho thịt bò. Thịt heo. Lúc trước cô nói sao hả cô? Đầu Nam cũng có thằng cháu nó bán rồi nó quay à. À vậy hả cô? Dạ. Dịch chưa cáo bao nhiêu á, bán được. Nhưng mà vậy á, cái hậu khách nó vô một luồng là thấy rồi. Dạ đúng rồi. Tiên ngày tiên á, cái hậu không có ai, cái hậu nó vô một luồng coi như ngồi đông 20, 30, 15, 20. Cái lần lại lại á. Cô ơi, cô lấy cho con 5 cái nha cô. Dạ cho con đem về quá cô ơi. Nãy giờ không biết thấy chú đi đâu rồi. Ồ chú đi chơi xa quá vậy. Đi chơi xa quá vậy chú. Dạ. Còn không mình đi dạo dạo chú ha. Dạ, chú lấy cho con 5 cái nha. Dạ.
Dạ cha con đem về chú ơi. Dạ con ở Huế chú ơi. Sao chú biết con ở Huế vậy? À dạ. Chú là 92 phải không? Chú 76. À chú 76. Có hơn mấy chỗ tới mua tháng 70 cái rồi coi như đồ người ta đợi rồi la ra ấy. Dạ. Tại vì phụ ta mua 5 cái. 5 cái vậy 35 đúng không chú? Tính rau chưa chú? Tính rau rồi đúng không chú? Dạ. Thôi để con gửi tiền cô chú. Dạ, để con gửi tiền chứ. Dạ con chứ có giờ rồi. Dạ dạ cảm ơn chú để con gửi tiền chứ. Thôi được rồi, mùa này làm ăn khó khăn lắm. Để mai mốt thì có dịp con đi ngang con ủng hộ tiếp. Thôi kỳ lắm chú ơi. Thôi. Dân đâu có mà đi. Con ở Huế. Tại nhân việc cô chú bán ngay cái địa chỉ này nè. Quán 9999. Địa chỉ là C3 Sược Chính Phạm Hùng. Đó. Thì nếu quý vị có đi ngang ở đây thì có thể ghé ủng hộ cho cô. Tại vì mùa này thì ai cũng khó khăn cả quý vị. Nói vậy thôi chứ tí Phu Tha cũng gửi tiền cho cô chú quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.